Xin chào các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn một cái bệnh gọi bệnh sương mai trên rau diếp và trên xà lách. Thì như bên họa các bạn không thấy được, đây là những cái vết triệu chứng của bệnh, là những cái đốm sương mai như thế này. Thì để biết được chi tiết hơn về cái loại bệnh này thì xin mời các bạn xem nội dung của video này. Tên khoa học của bệnh đó là Premia lactuca regor. Bệnh thì phổ biến trên các vùng trồng rau diếp, xà có thể xuất hiện ngay từ giai đoạn cây con và phá hại suốt thời kỳ sinh trưởng của cây. Và triệu chứng của bệnh thì trên lá bệnh xuất hiện những vết đốm có màu xanh trong, tạo thành hình khác nhau do giới hạn bởi gân lá. Với bệnh ở mặt dưới lá thì thường biểu hiện thành lớp nấm có màu trắng xám. Nguyên nhân gây bệnh và đặc điểm phát sinh. Ở đây các bạn thấy đó, là đây là những cái bào tử nấm đây. Thì nấm gây bệnh sương mai trên rau diếp và rau xà lách là cái nấm có tên là Premia lactuca regor. Thì sợi nấm gây bệnh đó là dạng đơn bào không màu, có phân nhánh trên cây ký chủ. Nấm hình thành các vòi hút chất dinh dưỡng từ cây ký chủ và hình thành cành bào tử, phân sinh chui ra lỗ khí và ra ngoài. Ở đây là các triệu chứng của bệnh này các bạn. Cành bào tử phân sinh của nấm bệnh gây bệnh thì đơn bào có phân nhánh, đỉnh nhánh phình rộng. Bào tử phân sinh thì đơn bào không màu, hình trứng hoặc hình bầu dục. Đặc điểm phát sinh và phát triển của bệnh. Bệnh phát sinh và phát triển nặng ở nhiệt độ thấp, nhiệt độ thấp mà ẩm độ cao, đặc biệt là trong môi trường ẩm ướt. Bào tử hình thành thuận lợi khi có độ ẩm không khí trên 96% và nhiệt độ dưới 18 độ C. Nguồn bệnh thường tồn tại dạng trứng và sợi nấm trên tàn dư cây bệnh, trên hạt giống nhiễm bệnh. Và biện pháp phòng và trị thì chúng ta thứ nhất là chọn giống kháng được bệnh, thứ hai là chọn hạt giống từ những ruộng sạch bệnh và không bị bệnh, hoặc là cây không bị bệnh, phơi khô và xử lý hạt giống trước khi gieo, luân canh cây trồng khác họ để hạn chế sâu bệnh tàn dư, chủ động tưới tiêu, hạn chế nước úng động quá nhiều, ứ động quá nhiều. Sau thu hoạch thì dọn dẹp tàn dư cây bệnh, xử lý và xử lý đất trước khi bắt đầu vụ mới. Khi cây bệnh thì chúng ta có thể phun một số thuốc trừ bệnh có hoạt chất sau. Hoạt chất thứ nhất là hoạt chất fluobiculite. Hoạt chất này thì có trong sản phẩm Rofiller. Hoạt chất thứ hai là hoạt chất phosgene aluminium. Hoạt chất này có trong sản phẩm Map Hero 340 UB. Hoạt chất thứ ba là hoạt chất dimethomo. Hoạt chất này có trong sản phẩm Insuran. Và hoạt chất cuối cùng đó là hoạt chất simoxanin. Hoạt chất này có trong sản phẩm ZM9. Đó là bốn hoạt chất có thể trị được cái loại nấm gây ra bệnh sương mai trên cây rau diếp và cây xà lách. Thì ở đây mình xin kéo lên để các bạn có thể nhận biết lại được cái dấu hiệu mà khi cây rau diếp và cây xà lách của chúng ta bị nhiễm bệnh sương mai. Đây là hình minh họa. Ở phía bên này thì mình cũng muốn rằng các bạn nắm được cái triệu chứng của bệnh cũng giống như là các cái hoạt chất chính. Đây là bốn hoạt chất mình xin kéo lại cho các bạn xem để các bạn nhớ. Mình bị bệnh thì cây mình bị bệnh thì mình sẽ ra đại lý gần nhất và mình chọn những cái thuốc mà nó có hoạt chất như thế này: fluobiculite nè, phosgene aluminium nè, dimethomo và simoxanin. Thì video mình chia sẻ về cái bệnh sương mai trên cây rau diếp và xà lách hay là hết, thì xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi.